những lý do không nên mua MacBook. Lý do đầu tiên, giá nó quá cao các bạn ạ. Đây, ví dụ như con MacBook Air M1 này là cái bản gọi là rẻ nhất rồi, nó cũng phải tầm 25 triệu. 25 triệu là một con số đâu phải là rẻ đâu các bạn. Lý do thứ hai là bởi vì nó chạy macOS đấy các bạn. Các bạn muốn chơi game thì các bạn chơi kiểu gì? How to chơi? Chơi được không? Trong cái tầm giá của hơn 20 triệu này, các bạn có thể mua được những cái mẫu laptop gaming hiệu năng cực kỳ cao và chơi game đã cực kỳ. Yếu tố thứ ba ấy, cái này là cái quan trọng, nó hút máu vãi đạn luôn. Đây là phiên bản base. Nếu như các bạn muốn lên những bản option cao hơn, ví dụ lên 16GB chẳng hạn, lên phiên bản 512GB bộ ở trong chẳng hạn, auto mỗi phát cộng thêm khoảng 5 triệu. Con này mà muốn dùng ngon thì phải lên tầm 30 mấy triệu. Đấy là mình muốn chưa kể Apple M1, dùng những cái nhẹ nhàng thì ok. Chứ các bạn mà làm những công việc nặng nề kiểu render video hay là edit kiểu hardcore, làm thứ gì đấy rất là ghê gớm thì nó cũng đuối lắm. Không ăn thua đâu.